con thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Con không thích bài tập về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Con thích xem phim là hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Chỉ là muốn nói em vẫn yêu em, như mỗi sáng gió vẫn đưa qua. Này nhẹ là cây mà em giờ thành phôi vãi. Lại mơ, mơ có lúc em đứng trước anh, khẽ nói em cũng yêu anh. Chỉ cần vậy thôi, lại làm anh yêu em như lúc anh làm em yêu anh. Rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời, dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời, lang thang đi trên sân trường vắng, chắc cánh phong hồng còn vương nơi này. Với các bạn ở thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất cũng chính là khoảng cách ngắn nhất, vì khi ở đó hai người đang còn cạnh bên nhau mà không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ tiến hành đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, đó chính là bài số 1, vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất. Các bạn đã sẵn sàng với bài mới chưa? Ai cho tôi qua. Sắn môi em đánh. Có thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Có không thích bài tập về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Có thích xem phim là hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Những tháng ngày đang bớt ta đã cười thật vui. Cười tan đôi môi, nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu dần khô, dẫu phong bờ, kiên năng buồn. Có thích về nhà lúc 5 giờ, cả ngày chỉ nhìn vào sách vở. Có không thích bài tập về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Có thích xem phim là hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Đi làm xã hội đen làm gì, để đến giờ không giữ nổi người mình. Nếu một ngày biết chớm còn say, chỉ chớm là ngày em đã nhớ anh. Chớm thế nào em hiểu được đâu, em ra ra và u sầu. Lời rồi, mong em bên niềm vui mới. Nếu một ngày viên trăng còn say, chỉ chắc là ngày em đã nhớ anh. Chẳng thể nào em hiểu được đâu, em gieo ra bao u sầu. Thì cứ bên người đi chờ ở đây, chỉ cứ bên người nào em đắp say. Và nếu em bên anh vẫn ở đây, vẫn luôn thiết tha thế này. Tình yêu đôi lứa chẳng ai cách chia, là từ hai phía chẳng ai yêu ai. Khi mãi yêu nhau thì say đắm, giờ không ai níu lại. Càng yêu về sau càng hối quá mau, những lời đã hứa bên nhau cả quãng đời thì cũng hết lời. Mong em bên niềm vui mới.
Sự hôm đó con nhớ là 8 giờ sáng khi con lên tra điểm thì chiếc bánh mì của con đang ăn dở trên tay, rơi xuống đất lúc nào mà con không biết. Con thực sự đã trượt cấp 3. Lớp con có 46 bạn thì con là lớp trưởng, 45 người đỗ, một mình con trượt. Con cảm thấy rằng lúc đó 9 năm học tập của con gần như bỏ đi. Lúc ấy gia đình con gần như hỗn loạn. Tối hôm đó bố mẹ con có đóng cửa lại và hai người lời qua tiếng lại với nhau. Con có nghe được một phần của cuộc cãi vã đó. Bố con dường như mất hoàn toàn niềm tin vào con và cho rằng con là một người không thể theo được con đường học vấn. Con phải nói thực sự hạnh phúc khi mà mẹ con vẫn còn một chút niềm tin ở con. Mẹ con lúc đó nói với bố rằng là thôi cứ cố gắng cho nó theo một trường tư nào đấy rồi nó sẽ cố sửa sai. Một lần con nằm với bố thì bố có nói với con rằng là mày không nên đi học nữa, mày nên đi làm một công việc nào đấy để sau cho đủ ăn con ạ. Mày không đi học nữa, mày học chẳng làm được gì đâu. Rồi lúc ấy mọi cái sự dồn nén, mọi cái cảm xúc của con nó như bị tuôn trào. Con nhảy lên và con cãi nhau với bố. Lúc đó thì bố con cũng vì dường như quá buồn và thất vọng với chuyện con trượt cấp 3 nên đã có thể nói là mắng con một cách tập tệ. Và con cũng chẳng vừa, con cũng nói lại, con cũng lời qua tiếng lại với bố đến mức là ba hàng xóm phải sang cạn. 2-3 tháng sau con được học tại một ngôi trường tư mà mẹ con đã giấu bố con đi đăng ký. Ngay buổi học đầu tiên thì con cũng không hiểu tại sao cô chủ nhiệm của con lấy thông tin ở đâu. Cô Thủy gọi thẳng con và chỉ anh này sẽ làm lớp trưởng tạm thời. Nên là lúc ấy con, trong người con xảy ra hai thái cực. Thái cực bên này thì nói là mày là lớp trưởng thì ai người ta nghe, mày là người đưa trượt cấp 3 mà ai người ta nghe mày đâu, có ai nể mày đâu. Còn thái cực còn lại thì thôi cứ làm đi, làm đến đâu thì làm, cố đến đâu thì cố. Bước ngoặt xảy đến với con, có một bài thuyết trình và cô giáo viên bộ môn lịch sử muốn mời một bạn lên thuyết trình. Vì cả lớp giơ tay, con thấy rất lạ là tại sao cô lại chỉ đích danh con lên thuyết trình. Bởi vì con lúc ấy con quá là áp lực, con tự đặt cho mình một cái nỗi sợ, con muốn thu mình lại và con chẳng muốn giao tiếp với ai cả. Thế nên, nhưng mà về sau được sự động viên của cô giáo lịch sử, con đã lên con thuyết trình và thực sự cả lớp rất là khâm phục và cả lớp rất là lắng nghe con. Và sau cái buổi hôm đó, con thực sự đã tìm lại được sự tự tin và chính con người mình. Hạnh phúc rồi, em đã bên người mà lòng em yêu. Mình chơi bài sai khiến và cái kết. Trời ơi. You no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we roll.
是惊鸿一场，何必情深一往，昨日人去楼空，泪未凉，道不尽缘分不长，情如风过水放，红尘难逃聚自缘是花光。Trời ơi, cô lên đỡ ác với em vậy sao? Đúng luôn nhé, không gần nhớ thế quyết định cô muốn sao tùy cô. Các bạn ạ, ra buồn nhất không phải là mất đi người thân, mà là đúng má nhớ một tiền. Thời gian có xóa phai nhòa, lạc trôi những ký ức, mà tôi vẫn thế không hề đổi thay trái tim. Vậy tay xin chào, hẹn gặp lại ngày sau. Tương nhớ nhau, lòng ngập ngừng, không muốn rời. Chúng ta phải xin bình an ở phía trước, cho dù nhiều trông gai kiên cường lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu hai phương trời dù. Có một người con trai ở Hải Dương, cao 1m60, nặng 44kg, có một cục vàng, 2K6 và tên là Trần Ngọc Minh.